giả xin kính chúc quý bà con cô bác một ngày mới vui tươi hạnh phúc. Hôm nay thì Phương Văn đi review cây thông và đồng thời chúc cho tất cả quý vị khán giả có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình. Merry Christmas and Happy New Year to everyone. Ở đây cây thông này là chiều cao khoảng 7m ha. Chiều cao khoảng 7m, mỗi năm thì làm cái màu sắc khác nhau và cũng có rất là nhiều cái sự khác lạ. Ở trên có cái ngôi sao màu vàng. Ngôi sao này tượng trưng cho sự may mắn. Đó. Và đây là một cái nơi mà ở đây là trung tâm thương mại Gigamon. Trời ơi, bữa nay cái thùng quà này quá hoành tráng lệ luôn nè. Đó. Ở ngoài đường thì xe cộ rất là đông đúc luôn quý bà con. Đó là cái thông này cao 7m. Còn bên đây là cái tầng nhà của Gigamon. Cao rất là cao. Rất là cao ngút ngàn luôn. Đó, rất là cao. Cái khu vực này là khu vực của Texas. Cái khu vực này là cái khu vực để xe ô tô. Ở đây là cái khu vực Texas nè. Ở đây, ở khu này là có hai nơi để ăn gà rán vào cuối tuần. Ở đây là khu vực Texas Chicken. Gà rán đậm vị Texas, hương vị đậm đà luôn. Vừa thường cuối tuần thì đi dắt mấy đứa nhỏ vào đây. Dắt mấy đứa nhỏ vào đây ăn. Ở khu vực này, bây giờ trang trí Noel là rất là hoành tráng luôn quý bà con. Thật sự hy vọng một năm mới chúc quý bà con thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui và nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Sang năm 2024 thì làm ăn thuận lợi, phát đạt. Nói chung là qua những cái khó khăn trong mấy năm qua rồi, thời Covid rồi, bây giờ mong bà con cô bác là sẽ ổn định kinh tế lại. Có nhiều niềm vui là vui chơi, giải trí rồi làm ăn kinh doanh phát đạt thì những cái việc khác nó sẽ thuận lợi trong công việc làm ăn của mình. Đó là một cái điều mà may mắn, gọi là mưa thuận gió hòa. Thì biết đôi khi trong cái thời gian mà dịch giả thì đã qua rồi, bây giờ bà con cô bác mới được tự do đi lại, đi chơi, mua sắm. Ở đây là cái khu trung tâm thương mại rất là lớn. Gigamon là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Để Phương Văn review cho quý bà con xem nha. Dịp ở đây là cũng tặng luôn cho quý khán giả. Phương Văn đang đứng đây. Đang đứng ở nơi trung tâm thương mại. Đó, đây là quý vị khán giả thấy là ở đây là một cái nơi rất là đẹp và rất là vui chơi, rất là vui để cho quý vị khán giả hả bà con cô bác. Đây là cái thông nè. Đó, quý vị khán giả thấy Phương Văn view lên cho xem đó. Cái thông Noel ở đây rất là lớn. Hôm nay vào cuối tuần thì dắt mấy đứa nhỏ đi ăn. Đi ăn sẵn đây review rồi chúc Tết cho quý vị khán giả luôn. Đây là cái thông là quý vị khán giả, Phương Văn đang đứng cái thông Noel rất là lớn, chiếu lên ha. Cho nên là ở đây chúng ta thấy là cái nơi mà chúng ta có thể đi lên đây mua sắm rồi review những cái sản phẩm hoặc là mình mua sắm bất cứ việc gì. Hôm nay Phương Văn có hẹn một người bạn đến đây để ăn gà rán cá sách. Thôi thì một năm mới Phương Văn chúc quý vị khán giả nhiều niềm vui trong cuộc sống nha.